哟，你背的。那。Nhớ là phải đi chơi đến sáng nha. Mấy hôm nay ở công ty em rất là stress luôn. À, em mới nhớ ra một quán phở cực kỳ ngon. Sáng mai đi ăn nhá. Bác Tài, dừng xe đi. Sao thế anh? À không sao, anh vừa nhớ ra là có việc cần phải giải quyết. Hôm nay mọi người tổ chức vì anh đó nhờ. Sao đâu, cứ đi đi, gửi hóa đơn cho anh là được. Tôi chạy trước bạn ơi. Anh Lâm, em không đùa đâu nha. Kệ ông ấy đi. Cảm ơn anh ạ. Em lên nhà đây. Em về đi. Em lên nhà đi. Hẹn gặp lại nhá. Đến đây. Dương à? Anh Thanh ạ. Sao về muộn thế em? Dạ vâng. Anh ngồi ở đây làm gì thế ạ? Anh có muốn ngồi ở đây đâu. Đi uống rượu về muộn vợ nó không cho vào nhà. Vâng. Anh cần chăn gối không? Em cho anh mượn. Thôi thôi. Lần này anh nhất định phải dùng khổ nhục kế. Chúc anh may mắn nhé. Về em nhé. Vợ ơi, mở cửa cho anh với. Lạnh lắm rồi. Nếu mà khó ngủ, em có thể đếm cừu. Nhưng thực ra, đếm cừu không có tác dụng đâu. Tốt nhất là uống một cốc nước ấm và nghĩ đến những điều tốt đẹp. Chúc em gặp được những giấc mơ đẹp. Thế còn mặt trời có sự tích gì không?
mặt trời cần gì sự tích? Chẳng phải sự rực rỡ của nó thì chỉ những cô gái như em à? Lúc đấy Dương khủng hoảng lắm, ốm một thời gian dài, nhiều lúc cứ nghĩ là không gượng dậy nổi nữa cơ.